Xin chào cả nhà đã trở lại với video tiếp theo của gia đình mình nha. Chào cả nhà. Thì hôm nay em định làm món gì đây Nhi? Hôm nay có thịt bò nè, với có tôm nè. Hôm nay mình sẽ ăn đồ nướng bữa nha. Hôm nay chỉ lo đồ nướng quá. Thịt bò với tôm nha, hai món nè. Này này nướng hả? Nướng nha này. Giờ lâu... mình sẽ xắt thịt bò nha. Lâu quá thì tụi mình cũng không ăn lại cái món nướng cả nha. Thịt bò này bữa giờ để tôi lạnh với vậy nó không còn đỏ nữa phải không mày? Đúng rồi. Ừ, nó không còn. Có mua tấm xào ăn mà còn nữa. Ừ. Có xào ăn xào với rau gì đó. Ừ. Còn như này. Cái này nó cũng hơi mềm nè, hơi sắc. Tại nãy để trong tủ lạnh cái em đem gá đông á. Mà nó nói này nó mềm luôn rồi. Mềm quá. Ừ. Ta đã để đông đá dễ sắc hơn. Ừ. Giờ hơi khó sắc. Tôm này hôm bữa cũng để tủ lạnh nữa cả nhà. Nên giờ đem ra gá đông nó cũng hơi đỏ đỏ nè. Rồi thì Nhi cũng mới vừa sắt ha, thịt bò xong rồi nè cả nhà. Nhìn cũng ngon em ha. Thịt bò. Cũng ngon ha. Ừ. Thì cái phần thịt này em định ướp không? Chắc để vậy cho nó ngọt đi riêng anh ha. Bữa nay nướng khỏi ướp ha. Để vậy cho nó ngọt. Dạ em sẽ đi làm nước chấm nha. Vậy làm nước chấm nữa xong rồi phải không? Ừ. Hồi nãy anh đem hai trứng gà đây vậy? Ờ đúng rồi. Mình có chuẩn bị hai trứng gà nè cả nhà. Cái hồi nướng chung luôn. Bữa nay tụi mình sẽ nước chảo. Bữa nay chuẩn bị đơn giản à. Chỉ có tôm với thịt bò á. Rồi xong rồi đi nướng thôi chứ không có chuẩn bị gì hết trơn. Dạ em vô làm chấm nha. Ừ. Thì giờ tụi mình ra ngoài sau hái vài trái ớt cả nhà. Nãy định vô nhà lấy mấy trái ớt làm nước mắm mà. Ớt nó hư hết trơn. Đây nhà mình có cây ớt nè. Dạ em sẽ làm ớt xanh nha. Hôm nay mình sẽ làm nước chấm là mua ớt xanh nha. Không hai ớt chín nè. Hôm nay mình làm khác bữa nè. Ừ. Với lại em thấy cũng đâu có ớt chín đâu. Nó sống không? Quá trời ớt. Quá trời ớt sống. Với tụi mình ra ngoài bà địa hái thêm vài trái tắc nữa cả nhà. Đây có cây tắc nhỏ nè. Có không em? Có nè. Ừ. Hái là giờ nó chấm cả nhà. Cây tắc nhỏ xíu mà có trái nhiều ha. Đúng rồi. Rồi thì giờ Nhi sẽ bắt đầu đâm muối ớt xanh em. Đúng rồi. Ừ. Trong đây có mấy trái ớt nãy tụi mình đi hái đó. Với nguyên liệu là cái gì? Nãy em có để một chút đường, một chút bột ngọt với một chút muối. Ừ. Ngon quá ha. Hôm nay em sẽ làm muối ớt xanh nha. Muối ớt xanh. Đúng rồi. Từ đó giờ thấy em làm bằng trái ớt đỏ không á? Bữa nay em làm trái ớt xanh đi coi hỏi em bắt trước người ta làm ngoài chợ coi giống không? Chắc không giống á. Nghe em làm thử là sao? Ừ. Rồi. Anh thấy nó cũng nhuyễn rồi. Ừ, được á anh ha. Nãy giờ nước đâm em đem ớt nó ra nước vậy nè. Nhưng đâu có để gì đâu. Rồi bây giờ em sẽ nặn chanh vô đây nha anh. Ừ. Chưa ăn trái không em? Trái chanh không? Chưa tới một trái để em đi nếm thử rồi như thế nào anh. Em cắt hai miếng. Thì cái thố muối ớt xanh Nhi cũng đã làm chuẩn bị gần xong rồi nè cả nhà. Đây, em giờ... để vô nó xong rồi nè. Giờ để cái phần tắc em. Tắc hồi nãy em có cắt mỏng hơn. Đúng rồi. Để cho nó hấp dẫn. Hồi nãy em để chanh vô mà thấy nó hơi đặc, em để thêm nước mắm ấm không? Đúng rồi, em để thêm mấy nước nữa, mấy nước ấm á. Ừ. Nêm thử coi nha. Cho nó tan nha, nguyên liệu của mình. Nêm thử coi vừa ăn kìa. Rồi, nêm thử coi. Cay quá anh ơi. Cay quá. Nãy em để ở đây mấy trái ớt đầm, 10 cái chục trái á. 10 mấy trái á. Rồi đồ cùi. Làm siêu cay luôn mà. Vậy là cái món nướng của mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi cả nhà. Đây. Bữa nay nướng mà cũng đơn giản à, chỉ có thịt bò với tôm. Hôm nay mình nướng bằng cái chảo này với lại bếp ga này cả nhà. Ừ. Vì cũng lâu quá rồi em cũng không xuất hiện trên các video ha. Vì hôm bữa nhà mình làm công việc không tỏ, mình nghỉ cũng thời gian rồi, cũng gần mấy tháng rồi. Mà mình đi làm mới có được có gần tuần á lại nghỉ nữa rồi. Công ty cho nghỉ nữa anh. Tại vì thực hiện theo chỉ thị 16 ha. Với lại khu công nghiệp với lại những cái công ty mà nhỏ nhỏ cũng có bắt buộc phải nghỉ từ ngày 17 nữa. Yeah. Hoặc là người ta sẽ cho công nhân ở trong nhà ngủ công ty luôn á. Nhưng mà công ty em thì công nhân không có chịu nên là cho về nhà luôn nghỉ luôn. Nghỉ 10 ngày. Thôi vậy đi nghỉ rồi có thời gian nghỉ ngơi được luôn. Sao? Nhà chống dịch cái nhà. Về nhà chống dịch. Rồi, thì giờ mình sẽ bắt đầu nướng nha. Cái chảo thì giờ cũng đã nóng rồi đó. Nãy giờ mình có bật bếp ga sẵn đó. Giờ để anh để thịt bò vô trước hả? Để tôm vô đi. Hay là anh không để bơ hả? Để bơ cho nó. Ừ, đúng rồi anh. Tại vì mình sẽ nướng bơ bằng bơ nha. Tại vì sợ cái chảo nãy ha, không có bơ hay dầu gì nó bị khét đó. Mình nướng bơ hoặc dầu cũng được, mình có bơ mình sử dụng bơ cho nó thơm nha. Em đập vô mấy cái trứng đó nha. Ừ. Dính này. Dính dữ rồi. Bơ dính quá.
Bơ này nó thơm lắm các anh. Quét cho nó đều đều cái chảo cho nó không bị dính. Nè, cái ấy nè, cái kéo nè, anh đã lấy kéo đập. Rồi. Giờ có chi dùng lấy đi. Kéo nặng. Rồi. Thì mình cũng đã quét cái tinh chảo một cái lớp bơ mỏng rồi đó các nhà. Giờ mình sẽ để tôm vô trước nha. Cho vậy. Dính. Đó, giờ mình cho tôm vô nè. Tôm này tôm càng xanh cả nhà ơi. Nhưng mà giờ nó thành càng đỏ hết rồi. Tại vì bữa để tủ lạnh đó. Để tủ lạnh cái sau mình đem tôm ra gá đông cái sau nó đổ quét hết chưa. Giờ hết nó càng xanh rồi. Ra càng đỏ rồi. Tôm càng xanh này cũng nhỏ nhỏ gọn gọn à, nên nướng cũng dễ lắm. Bơ thơm không? Thơm. Cái cần củ ngay. Để con nướng cho cái này nóng. Rồi, mé bên đây mình để tôm ấy. Còn mé bên này thì mình sẽ để thịt bò vô. Nhi đi rửa tay rồi. Giờ mình cho tiếp thịt bò vô nè. Em vô rồi. Để em phụ anh chảo nè. Mà xem nó ít sôi quá anh ha. Gió bê quá. Gió bê quá. Anh xem. Chút là nóng cái chảo này nóng từ từ chứ không phải nóng liền được. Chảo này nó dày lắm. Để từ từ anh ha. Ừ, để từ ăn tới đâu mình để tới đó đi. Giờ mình cho trứng luôn anh, cho trứng luôn anh. Cho trứng em cho trứng luôn đi. Trứng để mấy bên kia. Cái này mình khỏi quậy đũa luôn nó tan hết trơn. Ờ. Để trứng mình làm giữa cái nhà không cảnh được cái nhà. Để bên kia, để bên đây, để bên kia đi. Ừ. Để đó. Để từ từ. Giờ trở là chờ chín ăn thôi. Mới nướng này nó tái. Cái chảo này tiện lợi, mình xào cũng được mà mình nướng cũng được ha. Được rồi, màu đỏ kìa. Canh cơm. Nãy giờ mình lu bu là nó chấm cái mình giả đông tôm nó gì đỏ hết trơn. Tôm nó bị đỏ. Nhưng hôm mà, bữa. Nhưng mà hôm bữa là tươi lắm á cả nhà. Nhưng mà tôm nhỏ nhỏ này nướng mới màu chín nè. Còn khi bạn tôm bự quá thì nó nướng lâu chín lắm. Tôm bự bự thì mình hấp thì nó ngon. Tôm bự bự thì luộc vừa hấp vậy thì sẽ tiện, sẽ ngon. Xoay kìa ha. Cái chảo này nó lâu nóng lắm. Giờ nó mới nóng, giờ nó mới chịu nóng đó. Chứ phần nữa là giờ ở đây hơi bị gió nhiều đó cả nhà. Mà nó nóng lên mình chảo không kịp luôn á. Tại vì nó giữ được độ nhiệt nó còn lâu. Đúng rồi. Thơm quá. Thơm mùi bơ đó. Rồi, vậy là cái phần tôm với phần thịt bò của mình đó nướng được như vậy nè cả nhà. Thì nó hơi vàng vàng lớp dưới vậy nè. Đó, vàng thịt ngon quá ha. Nãy anh mới giảm lửa đó. Nó thơm quá, thơm phức luôn. Ở đây gió chín nhiều quá. Tôm nè, tôm vàng ở trên cái nhà. Đỏ luôn. Vô ăn em. Vô ăn cả nhà, chín nè. Rồi thì như vậy là cái phần thịt bò với tôm của mình cũng đã chín rồi cả nhà. Dạ được cả nhà. Giờ mình mời cả nhà ăn chung với ba cô cháu mình nha. Mời cả nhà ăn chung ba cô cháu mình luôn nha. Mời mọi người ăn chung ba cô cháu mình nha. Quá thơm rồi. Cái nhà coi miếng thịt nè. Ồ đã. Vàng luôn ha. Ừ, tươi. Nó miếng bò trước. Dạ em cắt xong rồi mình ăn chung cho vui. Tôm chín luôn rồi đó. Rồi đi lên. Thơm quá chừng luôn. Thơm bơ nè. Rồi, giờ ba vô. Vô luôn hả? Ba vô. Cho nó sơn vào cái nhà. Sơn tự. Mời mọi người. Để thử cái nước chấm thần thánh của em ơi. Chấm siêu siêu cay luôn. Mà cả nhà nè. Muối ớt xanh siêu cay. Cho nó sơn. Đảo không? Đi chấm vô. Có, thấy được không? Được. Nó tắm làm ngon vậy. Làm siêu cay. Ngon lắm đó nha. Okay. Nó ngon. Nó chấm nó thơm thơm nằm nằm cái mùi ớt xanh ha. Đặc biệt luôn ha. Chứ cái gia vị em ướp nó cũng vừa ăn nữa. Nó không có mặn lắm. Nãy em có để thêm chút đường nữa. Dưới đây có sắc mấy lát phát nè. Kẹp mấy lát phát mỏng này mình kẹp vô cái miếng thịt mình ăn luôn. Ngon đó. Cái nghe cái
nhà thấy vậy chứ nướng cái này lâu lắm nè, tại gió nó bê á. Chắc hơi ồm, cái này không cảm nha. Thịt bò nó mềm ghê đúng không? Nãy cái miếng thịt bò nó cũng, tại vì ở đâu nó mềm hơi khó sắc á, nên sắc nó cũng hơi dày dày mà rất là mềm luôn á. Mềm nhưng mà mềm theo em so sánh là cái miếng mà thịt bò nướng á cả nhà, nó sẽ ăn nó sẽ cứng hơn cái bò xào. Đúng rồi. Ừ. Cứng cứng. Nó phải cứng mà phải nướng mà. Nhưng mà nó dân vậy là mềm lắm rồi đó. Như nướng kiểu này thì nó không có cái mùi thơm đặc biệt của món nướng cả nhà. Có không mà hơi hơi à. Nãy nó cháy cái lớp tôm nè, tôm nó cháy con tôm thì hơi thơm thơm à. Chứ nó cũng không có thơm như mình nướng bằng than đâu. Than nó sẽ thơm cái mùi đặc biệt. Nhưng mà được cái là nướng kiểu này thì nó vệ sinh, nó không có bị khói bụi gì hết. Trơn. Có thử con tôm không? Nguyên gấp con tôm. Tôm chín à. Ăn nhận thích ăn cơm coi mọi người ơi. Thịt bò nãy mình hấp ướp nhưng mà cái vị ngọt tự nhiên nó cũng ngọt kiểu này. Gặp chín nè. Rất là nóng luôn. Tôm này bữa em vợ mình cho cho mà để tủ lạnh nay cũng lâu rồi, cũng hơn tuần rồi. Ăn hứng tôm đó. Cảm ơn Huyền nhé, Huyền. Nè, nước cắt bên đi lấy. Nó tan luôn rồi. Nãy nước nãy đem ra mà qua em để đây nha. Ừ, để đi. Cắt miếng nước rồi. Rồi. Đây thử con tôm cả nhà. Con tôm này nó cũng gọn gọn rồi, nó không có bự. Nhưng mà thịt nó đi coi như thế nào. Rồi. Trước thì hai vô. Vô. Cả nhà luôn. Ừ. Thịt nó chắc. Nó ngọt ghê. Ừ. Tuy mà để tủ lạnh này cũng lâu nhưng mà ăn thịt nó cũng còn chắc cả nhà. Ừ. Chắc mà vô ngọt. Ừ. Nhỏ nhỏ bạn ngon nha. Phải cắt luôn. Nó cắt quá. Em cắt luôn. Chứ nó cứng. Gần... đầy gần thiếu nè. Chấm này cao quá, xì cay. Nam để mười mấy trái ớt à? Mười mấy trái ớt. Trời ơi. Cũng là xì cay luôn rồi. Để bỏ lên thêm không? Để bỏ với tôm lên thêm. Ở nhìn bệnh. Nướng có bơ để ăn nó thơm bơ ha. Giống quá. Tiếp tục nè. Nè vô nó chụp. Vô nè, ba bà cháu mình vô không? Chai quá thôi, ăn đủ mới được. Bập. Vô. Vô. Nhà luôn. Đã quá. Trứng này mới chín chưa ta? Nên cần. Chín rồi đó. Chín là chín. Để cho nó khô chứ mà nó trả rồi. Nên thử à. Thử mà cả nhà mới trứng nha, coi nó chín chưa. Anh không chấm à. Cái trứng này không được ngon cả nhà. Tại nó bị dữa à. Ừ. Trứng này không được ngon. Tại vì cái trứng này em bỏ mình nhà mình ở trong khu vực phong tỏa. Khá mình mua mình dự trữ. Mà bữa nay cũng cỡ hơn một tháng rồi đó. Cái trứng này nó bị dữa rồi. Bởi vì cái mùi vị cái trứng này ăn không có ngon. Thử lần nữa. Em ăn cái không được quá.
Nó có hôi gì không? Nó hơi hơi à, có mùi chút. Cay quá. Cay. Nhưng mà anh thấy cái mối xanh này nó gần giống như người ta ở ngoài chợ luôn. Giống cái màu á. Cái màu hơi giống màu, ừ. Mối xanh nè. Còn cái vị thì không ngon bằng người ta à. Còn cái vị thì không bằng. Nó cũng đậm đà mà không ngon bằng. Ừ. Cài quá à. Nó hết luôn, hết được bờ luôn ha. Cay quá, này là phải nói là siêu cay luôn á. Ngon mà cay đó. Cay mà ngon á. Ăn tôm thêm đi em. Ăn tôm. Cảm ơn anh hai. Ừ. Bên này quay clip hơi ồn nhưng mà được có cái là nó mát. Cà phê cũng lâu lắm rồi, nhà mình cũng chưa có được ăn. Ăn không ngon. Nói với chồng tôi không tỏ, có gì ăn đấy. Ổng là có thấy. Ổng đang mới ăn thịt bò, ăn cơm mà. Bữa anh trai cũng ăn rồi. Có em thì không, bữa anh cũng có chừa đúng không? Ăn cơm rồi, lâu lắm rồi. Ôi giờ thấy món nào ăn cũng ngon hết trơn. Đi chợ rồi cũng khó khăn cả nhà. Em còn mình có gạo thóc đồ ăn thấy quý lắm rồi. Rồi như vậy là ba cô cháu mình cũng mới vừa ăn xong cả nhà. Lâu quá rồi ba cô cháu mình cũng không ăn lại món nước. Hôm nay ăn lại thấy ngon mà đã quá chừng cả nhà. Này ngon không? Ngon. Thì video của ba cô cháu mình cũng xin kết thúc ở đây cả nhà. Nếu như nhà thích kênh mình thì phép mình liền nhớ like chia sẻ đăng ký kênh nha. Giờ thì ba cô cháu anh ba cả nhà nha. Bye bye. Bye.